Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin Arsenal vào mỗi 6 giờ sáng hàng ngày. Tại đây chúng tôi sẽ mang tới những thông tin mới nhất xoay quanh pháo thủ trong 24 giờ qua. Ngay bây giờ, hãy đến nghe với những tin chính sẽ có trong bản tin pháo thủ chiều mùng 5 tháng 3. Đừng quên để lại một like cho video, đăng ký kênh, chia sẻ và mua những vật phẩm liên quan đến pháo thủ để làm kỷ niệm. Đường link chi tiết đang hiển thị trên màn hình và ở phía dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Arsenal lập hàng loạt kỷ lục. Do tình hình của Saka và Martinelli. Máy chuyền bóng Saliba. Do kế hoạch về hai cái tên. Thắng 6-0 nhưng Arteta vẫn bị chỉ trích vì một điều. Tương lai của Jorginho và Douglas Luiz. Thông qua Code Offside, nhà báo Fabrizio Romano đã đưa ra cập nhật về tình hình tương lai tiền vệ Jorginho tại sân Emirates. Ông cho biết, Arsenal sẽ đàm phán với người đại diện của Jorginho trong những tuần tới. Người đại diện của Jorginho xác nhận rằng việc ở lại Arsenal là ưu tiên. Jorginho sẽ rất vui khi ở lại câu lạc bộ, nhưng tất nhiên, chúng ta phải xem những cuộc đàm phán này sẽ diễn ra như thế nào. Ở một diễn biến khác, theo quan điểm từ nhà báo Dean Jones, sẽ đến một giai đoạn mà các cổ động viên Aston Villa cảm thấy lo lắng về tương lai của Douglas Luiz. Ký giả người Anh khẳng định, Arsenal hiện vẫn đang quan tâm đến tiền vệ này. Anh nói, chắc chắn sẽ đến một giai đoạn mà với tư cách là một người hâm mộ Aston Villa, tôi nghĩ bạn sẽ cảm thấy hơi lo lắng về kỳ chuyển nhượng tiếp theo với trường hợp của Douglas Luiz. Arsenal chắc chắn có một mức độ quan tâm nhất định đến Luiz. Tôi không tin cậu ấy là mục tiêu hàng đầu của họ vào thời điểm hiện tại, nhưng tôi cũng không nghĩ rằng danh sách mục tiêu quá quan trọng ở giai đoạn này của mùa giải khi bạn còn đang chuẩn bị cho đến tận tháng 6. Douglas Luiz chắc chắn đang chứng tỏ mình là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Premier League ở vai trò mà mình đang thi đấu. Tôi nghĩ rằng hiện tại sẽ có một chút sự không chắc chắn về tương lai của Luiz và điều đó sẽ càng gia tăng khi chúng ta bước vào mùa hè. Arsenal lập hàng loạt kỷ lục. Với chiến thắng 6-0 trước Sheffield, pháo thủ trở thành câu lạc bộ đầu tiên trong lịch sử 136 năm của giải vô địch quốc gia Anh ghi được từ 5 bàn thắng trở lên trong 3 trận thắng liên tiếp trên sân khách. Đồng thời là câu lạc bộ ghi được nhiều bàn nhất trong 7 trận đấu liên tiếp tại Premier League, 31 bàn thắng, số đổ kỷ lục của Man City mùa 2017-18, 27 bàn thắng. Arsenal đang sở hữu hàng công chất lượng nhất Premier League mùa giải năm nay, ghi 68 bàn thắng. Đồng thời có hàng thủ vững chắc nhất Premier League mùa giải năm nay, thủng lưới chỉ 23 bàn. Ở mùa giải này của Premier League, Arsenal là đội bóng duy nhất có 5 cầu thủ có từ 10 lần đóng góp vào bàn thắng của cả đội, bao gồm Bukayo Saka, 13 bàn và 8 kiến tạo, Martin Odegaard, 6 bàn thắng, 6 kiến tạo, Gabriel Martinelli, 6 bàn thắng, 4 kiến tạo, Declan Rice, 5 bàn thắng, 5 kiến tạo, Kai Havertz, 7 bàn thắng, 3 kiến tạo. Đây là lần thứ 2 trong lịch sử Arsenal ghi 5 bàn chỉ sau hiệp 1, trước đó là trận thắng Southampton vào tháng 5 năm 2003. Arsenal đã toàn thắng 7 trận Premier League trong năm 2024 với hiệu số 3-1-3. Về phương diện cá nhân, Bukayo Saka đạt mốc 50 kiến tạo cho Arsenal trên mọi mặt trận, trở thành cầu thủ thứ 6 tại Premier League có ít nhất 50 bàn và 50 kiến tạo kể từ tháng 11 năm 2018 sau Mohamed Salah, Son Heung-min, Bruno Fernandes, Real Madrid và Kevin De Bruyne. Declan Rice đã ghi dấu giày vào 10 bàn thắng mùa này, thành tích tốt nhất sự nghiệp của anh, 5 bàn thắng, 5 kiến tạo. Arsenal gieo rắc ác mộng cho Sheffield. Ngoài bảng tỷ số, pháo thủ còn áp đảo đội chủ nhà với mọi thông số vào dạng sáng nay. Theo đó, Arsenal kiểm soát bóng lên tới 81%, tung ra được 22 cú dứt điểm, 10 trong số đó đi trúng đích, với chỉ số bàn thắng kỳ vọng là 2,25, nhưng đã có đến 6 bàn thắng. Sheffield chỉ có 4 lần dứt điểm nhưng không có lần nào đi trúng đích. Mặt khác, Arsenal cũng có 313 đường chuyển ở 1/3 cuối sân đối phương và 55 lần chạm bóng trong vòng cấm Sheffield. Đội chủ sân Emirates cũng đã chạm mốc 300 bàn thắng dưới thời của huấn luyện viên Mikel Arteta, và nó chỉ qua 161 trận ông dẫn dắt pháo thủ. Chỉ có 3 huấn luyện viên đạt tới cột mốc này mà có số trận đấu ít hơn, bao gồm Pep Guardiola 120 trận, Jurgen Klopp 142 trận và Manuel Pellegrini 149 trận. Với tỷ số 3-0 chỉ sau 15 phút, nhiều cổ động viên của Sheffield đã bỏ về vì không muốn tiếp tục theo dõi màn trình diễn tồi tệ của đội nhà. Do tình hình của bộ đôi chạy cánh. Chiến thắng của pháo thủ dạng sáng nay đã kém vui khi bộ đôi Bukayo Saka và Gabriel Martinelli phải rời sân trong hiệp 2. Saka được thay ra ngay đầu hiệp 2, trong khi Martinelli được rút ra vào phút 63. Chia sẻ với Sky Sports sau trận đấu, huấn luyện viên Mikel Arteta cập nhật tình hình của các học trò. Saka cảm thấy có chút vấn đề về sức khỏe, trong khi đó Fabio Vieira cần được thi đấu. Về trường hợp của Martinelli, cậu ấy gặp vấn đề ở mắt cá chân. Gabi có một vết cắt nhỏ ở chân sau pha va chạm. Chúng tôi sẽ chờ đợi xem kết quả chụp chiếu như thế nào. Ngoài ra,
chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng đề cập đến cuộc đua vô địch năm nay. Ông nói: "Chúng tôi chỉ đang làm việc của mình, đây không phải thông điệp gì gửi tới Liverpool và Man City. Tôi yêu cách cầu thủ trình diễn, hiệu suất toàn đội thể hiện rất tuyệt vời cả khi có bóng lẫn không có bóng. Chúng tôi đã chứng tỏ sự khát khao khi đối mặt với một câu lạc bộ thường chơi rất tốt cho các đội bóng lớn. Tôi thực sự hạnh phúc với chiến thắng hôm nay, với từng bàn thắng và việc giữ sạch lưới. Arsenal có thể ghi bàn ở bất kỳ vị trí nào. Chúng tôi sẽ chuẩn bị trận đấu theo cách tốt nhất có thể và hướng đến 3 điểm. Chạm trán Brentford vẫn luôn khó khăn. Việc có rất nhiều người trong số họ ghi bàn tạo ra cảm giác tin cậy cho toàn đội, rằng bất kỳ ai cũng có thể điền tên mình lên bảng tỷ số. Thật tuyệt vời khi mỗi trận đấu chúng tôi ghi được nhiều bàn thắng và không để thủng lưới, nhưng để vượt qua hai tượng đài của bóng đá Anh trong 6 đến 7 năm qua, chúng tôi cần duy trì phong độ này đến cuối mùa, nhiệm vụ không hề đơn giản. Trận đấu này thật tuyệt vời, một sân đấu đi dễ khó về nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn hài lòng, tôi muốn các cầu thủ phải quyết tâm hơn nữa." Mặc dù vậy, thầy Tạ vẫn không thoát khỏi sự chỉ trích sau trận đấu. Một bộ phận cổ động viên Arsenal phẫn nộ khi cho rằng: "Tại sao Chosa lại không vào sân thay Martinelli ngay sau hiệp 1? Bây giờ Martinelli đang bị chấn thương. Martinelli khập khiễng rời sân. Đối với tôi, mọi chuyện đã kết thúc. Chiến thắng trước Sheffield không còn nhiều ý nghĩa nữa. Tại sao Arteta lại thiếu tinh tế như vậy? Thắng 6-0 và những cầu thủ giỏi nhất đang thi đấu. Martinelli bị chấn thương. Điều tương tự đã xảy ra khi Saliba chấn thương và phá hỏng mọi thứ. Thật buồn khi thấy Martinelli bị chấn thương. Chúng tôi hy vọng anh ấy sẽ nhanh chóng bình phục. Arteta thực sự chỉ đưa Martinelli ra sân khi anh ấy bị chấn thương. Chấn thương của Martinelli đã phá hỏng mọi thứ. Saliba quá bá đạo." Một thống kê khá thú vị là trung vệ William Saliba có số đường truyền chính xác hơn toàn bộ đội hình Sheffield ở trận đấu vừa qua, 169 so với 142 bên phía Sheffield. Cầu thủ người Pháp cũng có 180 lần chạm bóng trước Sheffield, kỷ lục về số pha chạm bóng nhiều nhất từ một cầu thủ Arsenal trong một trận đấu ở Premier League, vượt qua chính người cũ của pháo thủ là Santi Cazorla. Chỉ có 3 cầu thủ ở Premier League kể từ năm 2003 chuyền nhiều hơn Saliba trong một trận, tất cả đều là cầu thủ Man City. Đây không phải lần đầu tiên Saliba hoàn thành hơn 100 đường truyền trong một trận, nhưng con số 169 mới đây thực sự là một kỷ lục cá nhân khó vượt qua. Ngay trận ra quân của Premier League mùa này, khi đó chỉ có 7 cầu thủ hoàn thành 100 đường truyền trở lên, thì William Saliba chính là người dẫn đầu danh sách. Saliba có tỷ lệ truyền chính xác trung bình là 93% ở Premier League mùa này. Điểm yếu chí tử của Arsenal. Arsenal đã vươn lên trở thành đội có hiệu suất tốt nhất giải đấu với 63 bàn thắng và 23 bàn thua. Và cựu cầu thủ Jamie Carragher cho rằng sự xuất sắc của hàng thủ giúp pháo thủ có cơ hội tốt để lên ngôi vô địch. Ông cho biết: "Có nhiều thời điểm vào đầu mùa giải, tôi nghi ngờ liệu Arsenal có thể vô địch Premier League hay không vì họ ghi ít bàn thắng. Bây giờ thì họ đã bắt đầu ghi bàn, nhưng một giải pháp khác là phòng ngự tốt hơn. Khi tôi xem Arsenal, tôi nghĩ họ không chỉ là đội có hàng phòng ngự tốt nhất Premier League mà còn trên bình diện châu Âu. Man City từng có hàng thủ tốt nhất và vô địch Premier League. Arsenal bây giờ là đội như thế và họ có cơ hội tốt để vô địch Premier League mùa này." Trong khi đó, huyền thoại Thierry Henry thì cho rằng Arsenal vẫn có những điểm yếu, đó là khi phòng ngự như quả tạt của đối phương. Ông bày tỏ: "Mikel Arteta muốn đá cao và tôi nghĩ Arsenal chơi tốt nhất khi họ làm thế. Những cầu thủ như Saliba, Gabriel được hưởng lợi từ cách chơi của Arsenal. Nhưng cũng như nhiều đội dâng cao khác, họ không quen phòng ngự trong vòng cấm của mình ở nhiều thời điểm, hoặc phòng ngự như quả tạt. Tôi thấy có những thời điểm hàng thủ dấy lên những nghi ngờ khi chúng ta buộc phải chơi phòng ngự ở những tình huống đó." Dù vậy, Henry cũng dành cho đội bóng cũ những lời có cánh: "Arsenal không thủng lưới và bây giờ có nhiều cầu thủ khác nhau ghi bàn. Họ đang chơi theo cách Mikel Arteta mong muốn. Bukayo Saka rời sân ở giờ nghỉ và đó là điều rất quan trọng. Đôi khi bạn có được lợi thế dẫn trước tốt ở Premier League và cần đảm bảo cho các cầu thủ được nghỉ ngơi. Hồi tháng 1, ai cũng bảo rằng Arsenal cần phải mua thêm tiền đạo. Nhưng tôi nói rằng họ phải kết thúc với những cơ hội của mình. Họ có chiêu mộ thêm một tiền đạo chất lượng vào mùa hè không ư? Đó là một cuộc thảo luận khác. Họ vẫn đang tạo ra những cơ hội, chỉ là khi họ không thể đưa được bóng vào lưới. Cách mà Arsenal đang thi đấu bây giờ thật ấn tượng. Nhưng tôi vẫn chưa thấy họ cầm cúp trong tay vào cuối mùa giải nên chưa dám ăn mừng quá nhiệt. Dù sao tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc." Khi được hỏi trong hiệp 1 liệu cảm thấy tỷ số 5-0 là do sự xuất sắc của Arsenal hay sự tồi tệ của Sheffield United, huyền thoại của pháo thủ Thierry Henry nói với Sky Sports: "Tôi nghĩ là cả hai. Thật dễ dàng để ngồi đây xem trận đấu khi bạn không phải là huấn luyện viên. Đối đầu với Arsenal với sơ đồ 4 hậu vệ là một điều cực kỳ dũng cảm. Với phong độ gần đây của Arsenal, tôi nghĩ bạn phải chơi với hàng thủ 5 người. Hàng thủ của Sheffield đã bị đánh bại quá dễ dàng, họ không bọc lót cho nhau cần thiết. Đây sẽ là một đêm mà huấn luyện viên Chris Wilder sẽ mất ngủ, trong khi Arsenal tiếp tục bay cao." Anh làm vườn không tin mình ghi bàn. Phút 58 trong trận đấu với Sheffield, Kai Havertz không chế bước một tinh tế, sau đó nhả lại cho Ben White ở tuyến hai băng lên dứt điểm tung lưới đội chủ nhà. Sau trận, cầu thủ người Anh chia sẻ về siêu phẩm của mình: "Phải, tôi thực sự không chắc chắn về bàn thắng đó. Rõ ràng là tôi đã sút hết chân,
nhưng tôi thực sự không nhìn thấy bóng đi vào lưới. Tôi chỉ nghe thấy tiếng đám đông hò reo, nó thực sự rất phấn khích. Tôi ít khi ghi bàn nên bàn thắng đó thực sự rất tuyệt vời. Trong khi đó, đội trưởng Martin Odegaard đã không dám ăn mừng sau khi Arsenal hủy diệt Sheffield 6 bàn không gỡ. Anh chia sẻ với Jamie Carragher rằng mình quá sợ hãi để ăn mừng và đã đi thẳng vào đường hầm. Cảm ơn các bạn đã đón nghe bản tin Arsenal hôm nay của chúng mình. Đừng quên để lại một like cho video và mua các vật phẩm liên quan đến pháo thủ để làm kỷ niệm. Đường link chi tiết được gắn ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo.